Cùng đến với lễ bốc thăm chia bảng giải đấu liên quân quốc tế AIC 2020. Tôi là Hoàng Sơn, còn đây là Huy Popper, các bình luận viên đến từ khu vực AOG và chúng tôi sẽ điều hành buổi lễ bốc thăm ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, welcome to Arena Valor International Championship 2022 draw show. We are Hoàng Sơn and Huy Popper, caster Arena Glory AOG Vietnam. I'm so glad and honored to be here to lead the stage today. Giải đấu quốc tế AIC 2022 là giải đấu có mức tiền thưởng là 46 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay và sẽ chính thức quay trở lại bắt đầu từ ngày 16 tháng 6, quy tụ tổng cộng là 16 đội tuyển đến từ các khu vực gồm có đấu trường danh vọng chúng ta, khu vực AOG, APL, khu vực Thái Lan, GCS, khu vực Đài Bắc Trung Hoa, ASL, CY Cup, Brazil, khu vực Tây Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực Trung Đông Bắc Phi và khu vực Nam Á. The 2022 AIC prize pool is up to $2 million, highest from ever. This AIC will officially begin from the 16th of June, which has 16 teams from regions like Arena Glory Vietnam, AOG, ROV Pro League Thailand, RPL, Garena Challenger Series Chinese Taipei, GCS, AOV Star League Indonesia, ASL, Sea Wildcard, Brazil, Western Europe, Turkey, Middle East and North Africa, and South Asia. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với danh sách 16 đội tuyển sẽ tham dự tại AIC 2022 này, bao gồm khu vực AOG với các đại diện Vgaming, đội tuyển Saigon Phantom và đội tuyển Team Flash, khu vực APL là các đại diện là Bacon Time, KFC Talon, Valencia CF Esports, khu vực GCS với các đội tuyển One Team Esports, Biker Topia Esports và Mad Team, khu vực ASL là đội tuyển DeWa United Esports, Adot Team sẽ đại diện cho vòng loại của khu vực C và 5 đội tuyển đến từ các khu vực Brazil, Tây Âu, Trung Đông và Bắc Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Á. This is the list of 16 teams attending in the AIC 2022. From AOG, we have Vgaming, Saigon Phantom and Team Flash. From RPL, Bacon Time, KFC X Talent, Valencia CF Esports. From GCS, One Team Esports, Bikertopia Esports and Mad Team. From ASL, DeWa United Esports. A dope team represents the Wildcard Qualifier and 5 teams from Brazil, Western Europe, Turkey, Middle East and North Africa and South Asia. 16 đội tuyển này sẽ được chia thành 4 bảng đấu với quy tắc bốc thăm hai đội tuyển cùng khu vực sẽ không nằm chung trong cùng một bảng đấu. Giải đấu năm nay sẽ được chia thành 4 giai đoạn bao gồm vòng bảng từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6, vòng tứ kết từ 23 tháng 6 đến 26 tháng 6, bán kết từ ngày 2 tháng 7 đến 3 tháng 7 và chung kết tổng sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7. The 16 team will be divided into 4 groups with the rule of drawing that 2 teams in the same regions will not be included in the same group. This year tournament is divided into 4 stages including group stage from the 16th of June to the 19th of June, quarter final from the 23rd of June to 26th of June, semi final the 2nd of July to the 3rd of July, and finally the grand final in the 10th of July. Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6 và nó sẽ được chia làm hai giai đoạn. Group stage will be started from the 16th to the 19th of June, divided into 2 stages. Giai đoạn 1, 16 đội tuyển sẽ được chia thành 4 bảng đấu. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt với thể thức BO1 tính điểm. Top 3 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ được đi tiếp vào giai đoạn 2 của vòng bảng. Phase 1, 16 team will be divided into 4 groups with 4 team in each group. They will compete with the others following single round robin BO1 format, match results and winning points. The top 3 of each group will proceed to the group stage phase 2. Giai đoạn 2, 12 đội tuyển vượt qua giai đoạn 1 vẫn giữ nguyên bảng đấu của mình và tiếp tục thi đấu vòng tròn một lượt với thể thức BO2 tính điểm và áp dụng cấm chọn quốc tế. Kết thúc giai đoạn này, hai đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ tiếp tục tiến vào vòng tứ kết. Phase 2. After the phase 1, the groups are retained. I remain. 12 teams continue to compete following single round robin BO2 format, match results and winning points. Global ban pick rule is applied in phase 2. The top 2 of each group will proceed to the quarterfinals. Kể từ vòng tứ kết sẽ thi đấu theo thể thức nhánh thắng nhánh thua. 4 đội nhất bảng sẽ được xếp lần lượt vào 4 trận thi đấu theo thể thức BO5. Đối thủ của họ sẽ được xác định bằng cách bốc thăm 4 đội nhì bảng. Chi tiết lịch trình vòng playoff đang được hiển thị trên màn hình của quý vị khán giả. Since from the quarterfinal, double eliminations will be applied. The top 4 teams in the group will be placed in 4 matches in the BO5 format respectively. Their opponents will be determined by drawing 4 second-ranked teams. The detailed playoff roadmap is being displayed on your screen right now. Và đồng hành cùng với chúng tôi trong buổi lễ bốc thăm ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Hồng Đức, Giám đốc Esports Liên Quân khu vực Garena. Accompanying with me today, please welcome Mr. Lê Hồng Đức, Garena AOV Esports Manager. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm ở lá thăm đầu tiên dành cho bảng A. Xin mời ông Lê Hồng Đức đứng ra ở khu vực gần giữa bục. Mr. Lê Hồng Đức will draw the first team of the group A.
Và như vậy chúng ta xác định được lá thăm đầu tiên của bảng A sẽ là EU, West Europe, khu vực châu Âu ạ. Europe will be the first name of the group A. Xin mời ông Lê Hồng Đức đến với lá thăm tiếp theo. Đây sẽ là đội tuyển đầu tiên ở bảng B. Mr. Đức is going to draw the first team of the group B. Và đây sẽ là đội tuyển Sài Gòn Phantom, nhà đương kim vô địch của đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 sẽ có mặt tại bảng B. Sài Gòn Phantom, AOG Champions will be the first team of the group B. Và chúng ta sẽ cùng đến với lá thăm đầu tiên của bảng C. Xin mời ông Lê Hồng Đức. Right now is the first team of the group C. Và như vậy khu vực Brazil sẽ có cho mình vị trí ở trong bảng C. Đây sẽ là lá thăm đầu tiên của bảng C. Brazil will become the first team of the group C. Xin mời ông Lê Hồng Đức đến với lá thăm đầu tiên của bảng D. Và như vậy Mad Team, đội tuyển đến từ khu vực GCS sẽ góp mặt tại bảng D. Đây là lá thăm đầu tiên tại bảng đấu này. Mad Team will be the first team of the group D. They represent Chinese Taipei regions. Và chúng ta sẽ đến ngay với lá thăm thứ hai tại bảng A. And this is the second team of the group A. Như vậy KFC Talon là lá thăm thứ hai sẽ xuất hiện tại bảng A và họ sẽ nằm cùng bảng với khu vực châu Âu. KFC X Talon will be the second team of the group A. Và bây giờ sẽ là lá thăm thứ hai của bảng B, bảng đấu đang có sự hiện diện của đội tuyển Sài Gòn Phantom. Như vậy đội tuyển Trung Đông và Bắc Phi sẽ là đội tuyển có mặt tại bảng B. Tôi nghĩ rằng đây là một lá thăm mà đội tuyển Sài Gòn Phantom có thể có được hy vọng, có thể đi tiếp. Middle East and North Africa will be the second team of the group B. Và chúng ta sẽ đến ngay với lá thăm tiếp theo, lá thăm thứ hai tại bảng C. Bikertopia Esports, đội tuyển đến từ khu vực GCS sẽ nằm tại bảng C, bảng đấu đang có sự hiện diện của đội tuyển Brazil. Bikertopia Esports will be the second team of the group C. Và bây giờ sẽ là lá thăm tiếp theo, lá thăm thứ hai bảng D, xin mời. Đội tuyển VGaming sẽ có mặt tại bảng D, đương kim á quân của đấu trường danh vọng mùa xuân 2022 cùng bảng với Mad Team. AOG runner-up, VGaming will be the second team of the group D. Bây giờ sẽ là lá thăm thứ ba của bảng A, xin mời ông Lê Hồng Đức. Valencia CF Esports, đội tuyển sẽ có mặt tại bảng A, nhưng chúng ta biết rằng với thể thức sẽ không có hai đội tuyển cùng quốc gia nằm trong một bảng, nên Valencia sẽ được xếp sang bảng B cùng bảng với Sài Gòn Phantom. The next one is Valencia CF Esports. However, in group A, we have already had KFC X Talon from another team from RPL, so that Valencia CF Esports will be automatically moved to group B. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lá thăm tiếp theo. Đây sẽ là lá thăm của bảng A. Và như vậy đội tuyển Team Flash sẽ là đội tuyển góp mặt tại bảng A. Team Flash will be the third team of the group A. Xin mời ông Lê Hồng Đức đến với lá thăm tiếp theo, lá thăm thứ ba của bảng C. Mr. Lê Hồng Đức is going to draw the third team of the group C. Và đó sẽ là Dewa United Esports, đội tuyển sẽ là đại diện của khu vực ASL sẽ có mặt tại bảng C cùng bảng với Brazil cũng như là BRO. Dewa United Esports from Indonesia will be the third team of the group C. Bây giờ sẽ là lá thăm thứ ba của bảng D. Xin mời ông Lê Hồng Đức. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, một tân binh của AIC sẽ có mặt tại bảng D cùng bảng với Mad Team và VGaming. Turkey will be the third team of the group D. Bây giờ sẽ là lá thăm cuối cùng của bảng A, lá thăm thứ tư. Xin mời ông Lê Hồng Đức. This is the final team of the group A. Đó sẽ là đội tuyển Nam Á,
đội tuyển Nam Á sẽ có mặt ở bảng A. South Asia will be the final team of the group A. Bây giờ sẽ là lá thăm cuối cùng tại bảng B. Xin mời ông Lê Hồng Đức. And this is the last draw of the final team of the group B. Và đó sẽ là one team đến từ khu vực GCS. One team, GCS champions will be the final team of the group B. Bây giờ là lá thăm cuối cùng của bảng C. Như vậy ADOT team sẽ là đại diện xuất hiện tại bảng C. Bảng đấu có DeWa United Esports, BRO cùng với Brazil. ADOT team from C Wildcard Qualifier will be the final team of the group C. And this is the last draw of the group D. Bây giờ sẽ là lá thăm cuối cùng. Và chúng ta cũng đã biết được đây là đội tuyển nào rồi đúng không ạ? Xin mời ông Lê Hồng Đức. Đó sẽ là Bacon Tham, đội tuyển Đức kim vô địch khu vực APL sẽ là đội tuyển cuối cùng và họ sẽ có mặt tại bảng D. Bảng đấu đã có sự hiện diện của đội tuyển Mad Team, Vigaming cùng với Thổ Nhĩ Kỳ. Bacon Tham, GRPL Champions will be the final team of the group D. Vâng, và như vậy là buổi lễ bốc thăm của chúng ta cũng đã kết thúc. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ cùng nhìn lại. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại các bảng đấu đã được bốc xong bởi giám đốc khu vực Garena Châu Á, đó là Việt Nam, đó là ông Lê Hồng Đức. Đây sẽ là các đội tuyển có mặt trong giải đấu lần này của AIC 2022. Ở bảng A đó là sự hiện diện của đội tuyển châu Âu, đội tuyển KFC Talon, Team Flash và đội tuyển Nam Á. Tại bảng B là Sài Gòn Phantom, đội tuyển Bắc Phi và Trung Đông, đội tuyển Valencia CF Esports và One Team. Tại bảng C đó là đội tuyển Brazil, đội tuyển Biker Topia Esports, DeWa United Esports và ADOT Team. Đội bảng D là sự hiện diện của Mad Team, Vgaming, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Bacon. We already had a draw result of the AIC 2022. In Group A we have Europe, KFC X Talent, Team Flash and South Asia. Group B we have Saigon Phantom from Vietnam, MENA, Middle East, North Africa, Valencia CF Esports and One Team from GCN. Group C with Brazil, Bikertopia Esports from GCN, DeWa United Esports from Indonesia and ADOT Team from C Wildcard Qualifier. And Group D we have Mad Team from GCN, Vgaming represent Vietnam, Turkey and Bacon Tham RPL Champion. Và như vậy là buổi lễ bốc thăm chia bảng của AIC 2022 đã chính thức khép lại ở vào thời điểm này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào ngày khai mạc của AIC 2022 vào ngày 16 tới đây. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại. The AIC 2022 draw show is still the end. See you LB fans again in AIC 2022 from the 16th of June. Thank you so much and have a good evening. Goodbye.